Em chào các bác nhé. Em chúc sức khỏe tất cả các bác đang xem video nhé. Hiện tại bây giờ là 8 giờ sáng của ngày 11 tháng 11 dương lịch. Thì ngày hôm qua ấy, là có một bác khách là bác ấy đặt của em là 5 chậu phi điệp. Đấy, thì bác ấy có yêu cầu ấy là những cái chậu mà lựa chọn cho bác ấy những chậu ấy mà những cái chậu là mà đang trồng trong cái chậu đen này này, chậu nhựa đen này này. Thì những cái chậu này em trồng là lâu năm lắm rồi. Thì bác có yêu cầu em ấy là thay sang cái chậu khác. Thì thay sang cái dạng chậu mà nhựa giả gỗ như này. Khi bác ấy đặt cây ở vườn của em ấy thì thứ nhất là bác yêu cầu là thay chậu. Cái thứ hai nữa là bác có nói với em ấy là hiện tại là bác mới xây nhà xong. Thì khi bác mới xây nhà xong ấy thì bác bảo em là lựa chọn làm sao mà lấy một chậu ấy làm một cái tác phẩm làm sao mà cho nó có ý nghĩa. Với cái việc mà bác vừa xây nhà xong thì khi đó là bác mang những cái chậu lan này và bác trưng ở nhà bác chơi thì ok, thì em sẽ làm một cái tác phẩm ý nghĩa, rất là ý nghĩa với bác, với cái trường học của bác là vừa mới xây nhà xong. Đấy, ok, thì bây giờ việc đầu tiên là em thay chậu đã, rồi sau đó em sẽ làm một cái tác phẩm. Các bác thì em làm xong rồi, đây đã là xong tác phẩm đây. Thì cái tác phẩm này thì em đặt tên là Gia đình hạnh phúc. Thì tại sao lại gọi là gia đình hạnh phúc? Thì như đầu video thì em nói rồi đấy, thì bác này là bác ấy đặt cây của em. Và hiện tại bây giờ là bác ấy vừa xây nhà xong. Đấy, vừa xây nhà xong thì nói đến nhà đấy. Thì cái trái tim, hình trái tim này thì nó tượng trưng cho là gia đình hạnh phúc. Đó. Thì với cái tình nhà, với cái em với gia cảnh của bác ấy là hiện tại là bác là có hai, có vợ chồng này và hai người con. Đấy, nên chính vì vậy là em lựa chọn cái chậu này thì em làm một cái hình trái tim. Thì ở giữa trái tim ấy thì nó có bốn cái mầm con này. Thì bốn cái mầm con này tượng trưng cho là tất cả các thành viên ở trong gia đình. Đấy, bố này, mẹ này, con trai này và con gái này. Đấy, thì trong gia đình là có bốn người tất cả, hai vợ chồng và hai người con. Đấy, thì là em lựa chọn cái chậu này em làm tác phẩm cho bác ấy. Thì tác phẩm này là tác phẩm là gia đình hạnh phúc. Thì khi làm tác phẩm này xong ấy thì cũng rất mong là khi bác nhận được cây, khi bác lấy những cái chậu lan này vào bác trưng ở trong nhà ấy, thì có tác phẩm này thì rất mong là bác là hài lòng với cái tác phẩm này em làm cho bác. Đấy. Rồi, em xin kết thúc video đấy nhé. Và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo nhé.